Bộ phim tài liệu Dear Jingri, tên cũ là Persona Sully, tác phẩm cuối cùng của nữ nghệ sĩ đoản mệnh Sully, được phát hành gần đây khiến cho nhiều khán giả xúc động. Bộ phim được thực hiện từ trước khi Sully qua đời, ghi lại tâm sự của cô về cuộc sống cá nhân, những khó khăn khi làm thần tượng và mối quan hệ với gia đình. Sully mất đột ngột vào năm 2019 khiến tác phẩm phải dừng thực hiện và hoãn kế hoạch phát hành. Mở đầu phim, Sully xuất hiện với mái tóc ngắn, trang phục giản dị, áo sơ mi trắng và quần jean, toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi khi nhận được câu hỏi, cô phải suy nghĩ khá lâu trước khi trả lời. Thỉnh thoảng, nữ nghệ sĩ sinh năm 1994 không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc. Một cảnh rất đáng chú ý là khi Sully ngồi trong góc phòng, bày tỏ mong muốn trong tương lai có cuộc sống tốt, khỏe mạnh và tâm hồn thanh thản. Sau đó cô bất ngờ hỏi, tôi sẽ có thể biến mất chứ? Sully cũng thổ lộ rất nhiều góc khuất của việc làm một nghệ sĩ thần tượng, góc nhìn của cô về việc được sống là chính mình. Cô nửa cười, nửa khóc khi cho biết là thần tượng K-pop là điều tồi tệ nhất. Theo sự chia sẻ của Sully, cô nhận thấy mọi người không coi người nổi tiếng là con người. Khi cô vào ngành này, họ nói với cô rằng cô là một sản phẩm, phải là sản phẩm tốt nhất, chất lượng hàng đầu cho công chúng. Khi được hỏi về cách vượt qua những căng thẳng, Sully nói chỉ biết tự trách bản thân và làm mình đau. Cuối phim, cô kể về những kỷ niệm đẹp với các thành viên FX và dành lời cảm ơn những người hâm mộ thực sự yêu thương trân trọng mình. Đạo diễn Nhân Yun Suất dành nhiều khen ngợi cho Sully. Theo anh thì nữ ca sĩ có tâm hồn nhạy bén, thân thiện và ấm áp, luôn nỗ lực thay đổi những định kiến về một ngôi sao. Trước khi tìm tới cái chết, cô đã phải đối mặt với bệnh trầm cảm. Điều này được cho là bắt nguồn từ áp lực của ngành giải trí, các bình luận công kích trên mạng, những hành động bắt nạt, chê bai ngoài đời. Sau sự ra đi bi thương của Sully, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành đạo luật Sully, bắt buộc các tài khoản trên mạng xã hội phải dùng danh tính thật, hạn chế những bình luận ác ý, tránh đi những bi kịch tương tự.